Mọi người, hôm nay tôi sẽ dắt các bạn đi ăn mấy cái món lề đường thiệt là ngon luôn. Đầu tiên thì mình sẽ đi ăn món bún bò. Ủa, bún bò không có giò nhưng mà lại có cái món chả bao quanh là da heo rất là ngon đi nè. Cái này nằm ở bên quận 4 nha mọi người, trong một con hẻm nhỏ nằm ở trong đường Tôn Thất Thuyết. Còn đây là địa chỉ của quán nè. Sáng no căng cái bụng, bây giờ tôi sẽ đi qua đường Nguyễn Phúc Nguyên để ăn bánh bao chiên. Chỗ này bán bánh bao chiên mấy nay đang hot rần rần ở trên mạng vì giá rất là rẻ mà một cái thì rất là chất lượng. Giá một cái chỉ tầm từ 3.000 cho đến 5.000 thôi nhưng mà bên trong ta nói đầy ủ topping luôn. Tôi mua 10 cái bánh bao, 5 cái pate và 5 cái trứng muối chỉ có giá là 75k. Trời đất mẹ ơi, tao nói về cái bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ngon, nó ăn I love you bạc bạc luôn. Hèn đét ơi, có cái trái tim nào mà bự như trái tim của tôi dành cho mấy bạn không? Ngày hôm nay tôi sẽ wax son cho các bạn xem nha. Ủa, tuy là cái tính hơi đàn ông nhưng mà tôi cũng phải đánh son mỗi ngày trước khi ra đường chứ. Đánh son ngày hôm nay tôi sẽ wax cho các bạn xem đó chính là Cycle Lipstick. Đây là một trong những dòng son rất là vừa túi tiền của các bạn học sinh sinh viên. Màu số 1 là màu đỏ nâu dành cho mọi loại da luôn nha. Bạn nào xài cái màu này da cũng sẽ trắng hơn. Chỉ tầm từ 75k một cây thôi nhưng mà chất son thì cực kỳ là mềm mướt. Màu số 2 là màu đỏ lạnh. Màu này thì hơi chói một tí xíu. Bạn nào mà da trắng thì ta nói son cái màu này lên cực kỳ là cứng luôn. Màu số 3 là màu đỏ cam. Màu số 4 là màu cam tây. Này không phải tây bao lâu hay tây ninh đâu nha quý vị. Mà là màu cam tây rất là tây luôn nha, cho chị nào thích tông tây. Màu số 5 là màu mắt nâu môi trầm nha mọi người. Đó là màu cam gạch. Nói chung là 5 màu son rất là dễ thương luôn. I love you bạc bạc.